Tháng 8 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư giao dịch dầu thô qua quỹ đầu tư MBK. Một nạn nhân cho biết được tư vấn tải app tham gia quỹ đầu tư MBK rồi mở tài khoản để giao dịch dầu thô. Các nhà đầu tư sẽ được các thầy và trợ lý dẫn dắt, hướng dẫn đầu tư với quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn. Sau khi được nghe tư vấn, chị H đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong 4 ngày, chị H thực hiện mua bán dầu thô theo sự hướng dẫn của các đối tượng, tài khoản của chị được hưởng lợi lên đến hơn 10 tỷ đồng. Khi số tiền trong tài khoản lên đến gần 20 tỷ đồng, nạn nhân làm thủ tục rút tiền ra thì không rút được. Lúc này, các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm 8 tỷ đồng mới được rút tiền ra. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân không chuyển tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của chị H. Tương tự như trường hợp của chị H, anh M cũng tham gia quỹ đầu tư dầu thô này. Lúc đầu, anh M chỉ đầu tư vài trăm triệu đồng vì tò mò, nhưng do lợi nhuận từ giao dịch lớn, anh tiếp tục đầu tư 5 tỷ đồng mua bán dầu thô. Nhưng cũng như nhiều nhà đầu tư khác, anh M cũng không thể rút được tiền ra và bị chiếm đoạt tiền đầu tư. Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.